nay chúng ta đều thấy đâu đâu cũng có tình yêu. Mùa thu là mùa của yêu đương, là mùa cho chúng ta cảm nhận về tình yêu một cách nhẹ nhàng và thanh thoát. Và tất cả quý vị hôm nay nhiều người cũng đang yêu và cũng rất là đáng yêu. Và đặc biệt là đêm nay trong chương trình âm nhạc cũng tràn đầy về tình yêu. Như lời của nhạc sĩ Nguyên, Nguyên Phan đã cho nhận xét về CD mới của nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Minh Phương lại xin phép quý vị một giây. Trong dòng nhạc của Cao Minh Hưng, chúng ta dễ dàng tìm thấy cái man mát, khói sương hơn một lần đã qua đời. Dạ, xin lỗi ạ. Trong dòng nhạc của Cao Minh Hưng, chúng ta dễ tìm thấy cái man mát, khói sương cũng như niềm khắc khoải mong manh, tiếc nối của những cuộc tình hơn một lần đã qua đời. Tình cờ bắt gặp, nét rộn ràng thanh xuân, cái thâm trầm day dứt sâu lắng. Cuối cùng là bàng bạc, chấm phá những nét đan thanh sang cả của bóng dáng hạnh phúc, cái đậm đà dung dị của tình yêu quê hương. Tất cả đã làm cho dòng nhạc của Cao Minh Hưng thêm phong phú và dễ du hồn người. Và trong cái chiều hướng sáng tác đó thì Minh Phương lại xin lại giới thiệu đến quý vị cái nhạc phẩm cũng một mang một cái tựa đề về tình yêu cũng rất dễ thương, đó là bài Như Bóng Tình Yêu, nhạc và lời của Cao Minh Hưng. Bản nhạc này sẽ đưa chúng ta về lại những cái kỷ niệm của những cái thời ấu thơ, hồi còn khoác tách đến trường, những lần trốn học nắm tay nhau đi hướng hải dưới hàng dừa xanh và cùng đếm bước chân mình in hẳn lên cát trắng. Và nhạc phẩm dễ thương này sẽ được gửi đến quý vị qua một giọng ca rất trầm ấm của nam ca sĩ Hoàng Đình Nguyên. Xin cảm ơn chị Minh Phương rất nhiều. Và nhạc phẩm này Hoàng Đình Nguyên xin được thăm tặng tới tất cả quý vị, vì ai cũng có một lần yêu và xin trở lại về với kỷ niệm của mình. Xin mời thưởng thức nhạc phẩm Như Bóng Tình Yêu của nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Thank you.
Xin cảm ơn.